công văn số 02 của Ban Hợp tác Tương đối Ngoại Hợp tác Quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc phát động tham gia cuộc thi nấu ăn của các hội viên nông dân. Hội Nông dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình tham gia với món ăn từ khoai sọ, đó là khoai sọ ninh xương, khoai sọ cả cuộn chiên và khoai sọ luộc. Nguyên liệu cần có thì gồm có khoai sọ, thứ nhất là khoai sọ là 3 kg, xương sườn là 0,4 kg, cà rốt là 2 củ, cà chua là 2 quả, bột chiên 1 quả nhỏ, 1 quả trứng gà, hành lá, rau mùi, rau ngổ, rau răng cưa, mắm muối, mì chính, hành khô và gừng. Đối với món khoai sọ ninh xương thì đối với khoai sọ chúng ta rửa sạch, sau đó luộc sơ cho dễ bóc vỏ, bổ thành từng miếng vừa ăn, cho một ít, sau đó thì cho một ít muối ăn vào, bóp đều để rửa sạch bằng nước. Để cái này thì khoai sọ nó có cái có một chút ngứa và nó có những cái nhớt thì chúng ta bóp bằng muối, sau đó rửa bằng sạch bằng nước. Đối với xương sườn thì chúng ta cũng chặt thành từng miếng vừa ăn và bóp muối, sau đó rửa sạch bằng nước và chúng ta bắc một nồi nước đun sôi, chúng ta đổ xương sườn vào trần bằng nước sôi trên bếp, sau đó vớt ra rửa lại bằng nước và để ráo nước. Đối với cà rốt, cà chua thì cà rốt cạo sạch vỏ, cắt thành miếng vừa ăn, rửa sạch bằng nước. Cà chua thì các bạn lưu ý là bổ dọc thành từng miếng vừa ăn và bỏ hết hạt, rửa sạch bằng nước vì hạt có thể làm cho cái nồi canh của chúng ta nó vẩn và nó có màu không đẹp. Sau đó thì chúng ta tiến hành là cho xương sườn vào xào qua với hành khô và gừng. Các bạn lưu ý là xào chúng ta không nên xào cháy quá, chỉ còn xào khi có mùi thơm thì chúng ta dừng lại và thêm lượng nước vừa đủ, đun sôi cho nhỏ lửa, hầm khoảng 20 phút thì cho lửa to trở lại và đổ cái số khoai tây, cho cái số khoai tây và cà rốt đã chuẩn bị vào. Đun sôi khoảng 5 phút nữa chúng ta cho cà chua vào và đun sôi khoảng 5 phút thì cho hành lá, rau ngổ, rau mùi, răng cưa đảo đều. Đến khi sôi thì chúng ta bắc ra. Đối với cái món khoai sọ tẩm bột chiên thì sau khi khoai sọ đã bóc vỏ và rửa sạch, chúng ta luộc chín nhừ, vớt ra làm nhuyễn, đảo đều với trứng gà và viên thành viên nhỏ vừa ăn, lăn đều với bột chiên. Sau đó thì cho dầu vào chảo và chờ cho dầu nóng ra, cho các viên đã chuẩn bị vào chảo dầu. Khi các viên chiên có màu vàng thì chúng ta vớt ra. Còn đối với món khoai sọ luộc thì sau khi khoai sọ đã rửa sạch, cho lên bếp, chúng ta đun sôi cho nhỏ lửa, đun khoảng 15 phút thì vớt ra. Các bạn cũng lưu ý tùy từng loại, có thể các bạn lựa những củ khoai nhỏ thì các bạn đun thời gian ngắn hơn, hoặc là nếu như các bạn chọn những củ khoai to thì chúng ta phải có cái thời gian đun dài hơn để cho khoai tới chín. Và có thể là có những người thì thích ăn dừ thì chúng ta phải có cái thời gian đun lâu hơn một chút nữa. Xin trân trọng cảm ơn.